điện tử Tám Hoa Chi Linh xin gửi lời chào xin trọng tới toàn thể các bác và anh em, và quay trở lại video ngày hôm nay. Trung tâm tiếp tục lên sóng test giới thiệu đến các bác anh em và một cặp loa minh sinh đến từ hãng PV, và một cặp loa PV Bass 30 một chép kèn, và cặp loa PV này có cái model là 112H đấy, cấu hình một Bass 30 các bác nhá. Thì với cái model là 112H thì được sử dụng là thùng gỗ bọc da cao cấp đấy, và tình trạng là đẹp xuất sắc đây các bác ạ. Đây, cặp loa PV Bass 30 112H này các bác anh em sử dụng không gian phòng từ 15 cho đến 25 vuông, ghép với một quả súp PV Bass 30 40 thì chất hết nước chấm này các bác. Chơi hay bày đẹp, cặp này lời của nó cực ngọt các bác nhá. Đấy. Đấy, cấu hình Bass 30 này. Đấy, với model này sử dụng một dòng tép đôi, tép kèn đôi Thạch Anh các bác nhá. Đấy, lời mic của nó rất là trung thực. Đấy, nghe rất tí tách, lách cách. Đấy, lời cực sáng và bay với một cặp loa minh sinh sò Bass 30 PV 112H. Tình trạng đẹp xuất sắc. Đấy, thì với cặp loa này bên em đã kiểm tra rất kỹ lưỡng này. Đấy, tình trạng nguyên zin quá nhá. Đấy, tình trạng nguyên zin này. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Đấy, logo PV. Đấy, Bass 30 đây. Đấy. 112H em đang test thử đây. Thì với một cặp loa PV Mỹ Trịnh Sò 112H Bass 30 này đang có giá đầu tư trên 8 triệu không nhá. Anh em nào có nhu cầu đầu tư một cặp loa Mỹ Trịnh PV Bass 30 112H này liên hệ bên em.